Các bạn nào muốn có thật là nhiều con huy để sở hữu cho mình những bộ skin VIP, hãy gia nhập vào ngay shop toplowkey.com. Khi mà chúng ta tạo tài khoản mới vào trong đây sẽ nhận quà con huy lên tới 419 con huy hoàn toàn free luôn các bạn nhé. Và có rất là nhiều danh mục trò chơi để chúng ta nhận được phần thưởng cực kỳ hấp dẫn này. Đường link của shop thì mình sẽ để phía bên dưới để chúng ta vào vui chơi và nhận rất là nhiều phần thưởng cực kỳ ngon và cực kỳ hấp dẫn luôn nhé. Hi, xin chào tất cả bạn đến với video tiếp theo trên kênh YouTube của mình. Lời đầu tiên thì cho mình xin chúc tất cả bạn có một ngày mới này thật là vui vẻ và tràn đầy sức khỏe bạn nhé. Trong video này thì mình sẽ đưa đến cho tất cả bạn một số sự kiện mới này khá là hay và thú vị các bạn nhé. Đó, thì ngày hôm qua cũng có một số bạn comment cho mình ấy, bảo là anh ơi, cái sự kiện mà Liên Quân hợp tác với Xiaomi ấy, chúng ta nhận rất là nhiều phần quà gift code các kiểu, thì chúng ta nhận kiểu gì? Xíu nữa thì mình cũng sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn chúng ta biết cách chúng ta nhận quà các bạn nhá. Rồi ok, và hiện tại trong game thì mình thấy là chúng ta có sự kiện cùng lật thẻ nhận skin Van Halen thôi. Bạn nào mà đang xem thì chúng ta nhớ là nếu mà không mua nhá, đây ở đây thì mình cũng có mua trước cái skin này rồi. Nếu mà các bạn không mua thì chúng ta nhớ là siêng chơi vào để chúng ta có thể nhận được cái skin của Van Halen hoàn toàn free luôn các bạn nhá. Đây, ở đây thì mình chơi mấy cái hàng như thế này là chúng ta sẽ nhận được các cái phần quà tướng này. Đó, các bạn nhận các phần quà gia tốc. Ui, mình tưởng là gia tốc bình viễn chứ. Ở đây thì chúng ta chỉ có gia tốc 14 ngày thôi. Và khi mà các bạn chúng ta mở full tất cả các ô ở trong đây này, đó, thì chúng ta sẽ nhận được skin Van Halen nhá. Ở đây thì mình nói chung là mình chỉ còn thiếu 10 điểm nữa thôi. Ui, 10 điểm nữa là chúng ta nhận được skin của Van Halen rồi này. Đó, kiểu như thế, khá là dễ và đơn giản luôn đúng không? Tiếp theo thì chúng ta cùng đến với sự kiện mà Liên Quân hợp tác với Xiaomi. Ngày hôm qua thì có một số bạn chúng ta hỏi cho mình. Đây, chúng ta truy cập vào sự kiện này luôn nhá. Tiếp theo thì mình đang có mặt trong sự kiện của Xiaomi hợp tác cùng với Liên Quân rồi. Tại 20 trường đại học trên toàn quốc này. Thì phần quà chúng ta sẽ xuống dưới đây trước nhá. Phần quà mình thấy có khá là nhiều, như là gift code vật phẩm in game này, gift code thẻ giảm giá, quy đổi sang skin này, rồi là các phần quà giá trị từ Liên Quân này, rồi điện thoại Xiaomi này, đó, các kiểu. Và đây là chúng ta có một cái danh sách nhá. Thì những bạn nào đang xem video này, nếu mà chúng ta đang học đại học, trên đang học đại học mà chúng ta có trong những cái danh sách này ấy, là sinh viên các kiểu ấy, thì các bạn có thể đăng ký để chúng ta tham gia nhá. Đăng ký thì cũng khá là dễ thôi. Đây, chúng ta có danh sách các trường này. Bạn nào ở tỉnh nào thì chúng ta tìm kiếm, chúng ta nếu mà gần trường nào thì chúng ta đăng ký trường đó bạn nhá. Và đây là cái thời gian chúng ta sẽ diễn ra sự kiện này. Và bên cạnh thì chúng ta có phần tại đây nhá. Ví dụ như là các bạn gần Đại học Ngoại ngữ Hà Nội thì chúng ta sẽ nhấn vào tại đây này. Chúng ta nhấn vào cái phần đăng ký này. Sau khi mà các bạn nhấn xong thì nó sẽ chuyển sang một cái trang đăng ký. Các bạn chờ tí nhá, có vẻ là mạng mình nó đang hơi lag một chút xíu, nhấn vào mà nó chưa chuyển sang. Rồi, sau khi mà nhấn xong đăng ký xong rồi thì bạn sẽ chuyển sang một cái trang như thế này. Đây, thì nó sẽ có địa chỉ chi tiết này, giải thưởng các kiểu này, người tạo này, rồi là chi tiết là sâu mát nhân phẩm các kiểu này. Thì nó phần đăng ký ngay đây nhá. Các bạn sẽ nhấn vào phần đăng ký này. Thì đăng ký đội ấy, thì bạn chúng ta cần 5 người nhá. Nói chung là một đội chúng ta cần 5 người luôn. Tên đội này, tên đội trưởng các kiểu này, link Facebook này, OID đội trưởng này, tên in game này. Các bạn có thể các thành viên nữa, các thành viên tên in game, OID các kiểu, các bạn cho vào trong đây. Xong rồi chúng ta đăng ký, là coi như là chúng ta đã đăng ký tham gia các bạn nhá. Nhớ là ghi link Facebook đúng, để link Facebook này và số điện thoại đúng, có gì người ta còn liên hệ cho bạn nhá. Và các bạn còn cũng còn một cái nữa, đây mình cho bạn xem luôn. Còn một cái nữa nhá, đó chính là chúng ta chụp ảnh cùng Liên Quân tại cái sự kiện này, và các bạn đăng hình ảnh đó lên trang cá nhân đấy, kèm hashtag như thế này các bạn nhá. Xong khi mà đăng xong thì bạn sẽ nhấn điền cái thông tin vào trong một cái form này, form Google, điền thông tin vào trong đây thì bạn sẽ có cơ hội chúng ta nhận được rất là nhiều phần quà nhá. Đây, như là đặc biệt tại mỗi trường các bạn sẽ nhận được một điện thoại Xiaomi khi hoàn thành thử thách này, ngon thế nhở, được đấy. Thế là bạn nào đang xem, nếu mà là sinh viên thì cũng có thể tham gia nhá. Và tiếp theo thì mình cũng đưa tới cho tất cả bạn một cái sự kiện mình thấy cũng khá là ngon ở bên server Thái Lan, và một cái cập nhật cũng khá là tuyệt vời luôn. Bên server Thái Lan chúng ta cho một cái skin vào show quy đổi đá quý. Giờ mình sẽ cho bạn chúng ta xem luôn nhá. Chúng ta cùng let's go nào.
Và tiếp theo thì mình đã có mặt tại server Thái Lan rồi này các bạn. Bên đây thì chúng ta có một cái sự kiện nhận skin hoàn toàn miễn phí này. Chúng ta chỉ cần hoàn thành những cái nhiệm vụ thôi là các bạn nhận được một cái viên đá này, giống kiểu một cái viên đá ở bên server chúng ta đấy, mà nhận được skin của Grack đấy các bạn. Thì sau khi các bạn nhận được một viên đá thì chúng ta sẽ mở từng cái bức hình ở trong đây. Sau khi mà chúng ta mở full bức hình ấy thì chúng ta sẽ nhận được skin của vị tướng Maria này các bạn nhớ. Nói chung là skin này là skin bậc A nhưng mà được free toàn server. Đây mình cho bạn xem, không biết là sắp tới thì bên server chúng ta theo mình thì chắc cũng cho free skin này thôi. Đó đây skin hoàn toàn free nhá. Nhưng mà skin này chỉ là skin bậc A thôi bạn. Ui nó có hai cái trái tim ở bên cạnh kìa. Nói chung là skin này nhìn cũng khá là đẹp đấy, chất lượng đấy các bạn, được đấy. Rồi ok, và tiếp theo thì chúng ta cùng đến với một cái phần mới ở bên server Thái Lan này, đây. Đó chính là chúng ta quy đổi kho báu các bạn nhá, quy đổi đá quý ấy. Bên này thì chúng ta cho thêm một cái skin mới nhá, kiểu là cho quy đổi mới vào ấy, đó chính là skin của Ngộ Không, Hỏa Nhãn Kim Tinh nhá. Ui, skin này mà cho quy đổi ở bên server chúng ta thì chắc là các bạn quy đổi ầm ầm luôn đúng không? Đó, quá là ngon nhỉ. Bên Thái Lan thì cũng có động thái ở đây, cho thêm skin vào shop quy đổi đá quý. Còn bên server chúng ta thì chắc là phải cập nhật phiên bản mới thì bên liên quân chúng ta mới cho skin mới vào nhá. Đây, skin Hỏa Nhãn Kim Tinh. Skin này của Ngộ Không nếu mà các bạn chơi ấy, đẹp cực kỳ luôn. Đó, mình thấy là skin này cũng chất lượng. Quá là chất lượng luôn. Rồi, và bên đây thì mình thấy là cũng có khá là nhiều cái hay. Ui, vòng quay này, các bạn thấy vòng quay bên đây xịn sò không? Không phải là huy hiệu nhá, mà vòng quay bên đây thì chúng ta có tướng luôn này. Quay 9 con huy, rồi là chúng ta có tất cả các vị tướng ở trong đây luôn. Các bạn nếu mà chúng ta muốn quay 9 con huy, chúng ta cứ nhận được một tướng xong rồi lượt sau là 19 con huy đúng không nhỉ? Đó, lượt thứ hai là 19 con huy thì phải. Nhưng mà theo mình thấy là lượt như thế này quá là ngon nhỉ, quá là tuyệt vời đúng không đấy. Ở đây thì chúng ta có từng lượt con huy này, 19 con huy, 29, 59, 59, 99 các kiểu này. Đó, ok, thì theo mình thấy là vòng quay cũng khá là hay nhờ. Ok, bên liên quân chúng ta mà cho vòng quay như thế này thì mình thấy cũng khá là hay đấy. Có là tuyệt vời luôn đúng không? Đây, bên đây thì chúng ta cũng đang cho quy đổi khá là nhiều skin. Ui, có skin của John này. Đó, skin John này mình khá là thích luôn các bạn. Ok, thì đây là một số những cái sự kiện mới mình muốn đưa tới cho tất cả bạn trong cái video này. Hy vọng là các bạn đang xem thì đừng quên là like, đăng ký kênh, ủng hộ cho mình nhá. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Mình thấy là bên đây chúng ta có khá là nhiều sự kiện, có khi còn nhiều sự kiện hơn bên server chúng ta luôn đấy. Và bên đây đang có một cái sự kiện về AIC, cũng giống như là dự đoán AIC rồi quy đổi sang dương skin đấy các bạn. Sắp tới thì chắc là bên server chúng ta cũng có thôi. Đó, tại vì trong cái mùa trước ấy mình thấy là bên server chúng ta cũng có, nhưng mà mùa này thì chưa thấy bên liên quân cập nhật vào trong game. Đây, chúng ta quy đổi khá là nhiều phần quà này. Ok, thì video mình cũng kết thúc tại đây các bạn nhé. Chào và hẹn gặp lại tất cả bạn trong những video tiếp theo hay hơn, bổ ích hơn. Bye bye.